Mở đầu video, mình thân chào ông bà, cô chú, anh chị em. Xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em nha. Bữa nay nhà mình nấu lẩu mắm ăn. Mình đi Bạc Liêu về á, cái ở dưới con của M7 có cho mình mớ cà phê với gì chị Thí, con cậu Ba nè, cho hai người cho cà phê với tép. Mình đem về mình nấu lẩu. Rồi cái dưới miếng M7 cho cái gì chả cá, mình cắt mình lấy miếng cho trên má như rồi mình lấy một phần đem về cái mình mua miếng thịt mình bằm trộn vô làm chả cá, với mình mua thêm nửa ký cá thác lát á, mình trộn chung vô mình làm chả cá luôn. Rồi có thịt ba gọi nè, mình về rửa sạch rồi mình xắt ra để đây ướp lát mình để mình nấu với lẩu mắm. Rồi với cái gì, cái này là năng, gọi là năng bột, ở dưới M7 cho nè. Để này bồn bồn thì mình mua ở Sóc Trăng để nhúng vô ăn lẩu luôn. Ở đây thì mắm hổm mình đi Châu Đốc mình mua mình để trong ngăn mát đó, tới giờ nè mới lấy ra ăn nè. Cái gì mắm Châu Đốc, cá thì ở Bạc Liêu, năng thì dưới ở gì Sóc Trăng, Sóc Trăng à. Đúng rồi. Còn mực thì mua Vĩnh Long. Dạ, món ăn này tổng hợp của nhiều tỉnh gồm là Vĩnh Long, thành phố Long Xuyên, Vĩnh Long, Long Xuyên với Bạc Liêu, Sóc Trăng. Để mình nấu gom lại mình nấu một cái món lẩu mắm. Chiều nay để rủ Bảy Thận Tấm Nhàn gì đó rảnh xuống ăn lẩu mắm với gia đình mình đây. Ủa cái thao đâu? Đây. Để về trước hết đó là em trộn cá thác lát. Thịt hồi nãy mình bằm á thì mình có để cái xíu hạt nêm với tiêu với hành. Giờ mình cho một ít đường vô nữa. Cái này là hành lá. Mình cho vô luôn cho nó thơm. Cái này là tỏi phi. Tỏi phi mình phi mấy bữa trước mình ăn còn á, cái mình đem mình để vô tủ lạnh, để vô cái hộp vậy mình để vô tủ lạnh, cái mình giờ lấy ra ăn tiếp khỏi mất công phi. Rồi giờ đeo bao tay vô để mình quết nó, cho thêm xíu hạt nêm nữa. Rồi giờ mình quết chả cá này. Cái con cá phi ở dưới Bạc Liêu, Cà Mau á, cá phi ở dưới ăn rất là ngon nha, so với cá phi Vĩnh Long, Trà Vinh không có bằng cá phi ở dưới Bạc Liêu. Đây à. Mình không hiểu là cái giống cá phi nó khác nhau hay là sao không biết, nhưng mà cá phi ở dưới ăn nó thơm thịt mà nó béo, nó mềm lắm. Còn cá phi của mình ở đây ăn mình như giống như nó hơi cỏ vậy. Cà phê với Trà Vinh mà nhỏ nhỏ vậy là ăn đâu có ngon, mà ở đây lại ngon nha. Ở Cà Mau ngon. Con gì con tôm con cua cũng vậy nữa, Cà Mau cũng ngon nữa. Tại vì giờ dưới á, bữa hôm qua mình đi vô trong chổng mình thấy là nuôi cái dạng nuôi kiểu nuôi thiên nhiên á, chứ không có cho ăn thức ăn. Một cái vuông á, cái vuông cái láng gì đó không biết nữa, có người gọi vuông người gọi láng mình không biết nữa, là mấy chục công không á, rộng mênh mông vậy đó. Rồi cái thả lan vô đó rồi nó lớn tự lớn lên rồi cái bắt lên bán. Cái vuông rộng như vậy đúng với cầu cò bài thẳng cánh à. Quá trời bự luôn, phải đi bằng ghe máy đó, lãi á. Chứ không có đi bộ nổi. Trong đó hầu như nhà ai cũng có vuông chứ. Ở dãy bên đây là nhà phải không? Cái trước mặt đó toàn là vuông không luôn. Cá chẽm ở dưới nó câu cá chẽm dưới có mấy chục ngàn ký, trong khi cá chẽm mình đây 100 mấy một ký. Thì
thì ở đó tính ra giống như là cái chỗ sản xuất, cái chỗ gốc luôn à, nhiều rồi, nó đỡ tốn chi phí chuyển đi rồi đó, cho nên sẽ rẻ hơn một số nơi khác. Cá thác lát mình trộn với miếng chả cá phi nè, rồi miếng thịt vô mình quết lại. Cái này chiều mình mới ăn cho nên giờ mình đem mình để vô tủ lạnh đi. Đây ra đây đem để vô tủ lạnh. Tôm rồi thì mình cũng làm sạch rồi hết để vô tủ lạnh luôn. Bây giờ cái thịt này á thì mình cho chút xíu hạt nêm vô. Chút tiêu vô. Chút đường vô. Rồi. Mình ướp luôn. Rồi cái mình cũng để vô trong tủ lạnh luôn. Chút xíu cái mình đi ra ngoài vườn á mình cắt xả với cắt rau muống rồi nữa với cái gì hai cà tím luôn. Ở đây dùng dưới được ăn gì tôm cua thiên nhiên ngon ha. Quá trời thấy mê. Rảnh mà ở trong đó đi câu cá chốt nè, câu cá bóng cát nè, cá chép, cá chẽm luôn. Thấy người ta câu nhóc. Đi câu thấy xa xa sắp mình câu đi cho nhoi nhoi. Buồn chuối hoài chuối của mình ở chỗ được 5 nải chuối rồi nè. Ôi chế mốt ngay hàng rào bị hư rồi. Ừ. Mấy con chí nó giữ không lợi với con mấy con đó hay. Giờ ra cắt mớ rau muống vô với háng với trái cà tím vô nè. Đừng ăn mắm. Trời ơi, ớt cái này nó chín quá chừng rồi. Uổng quá ha. Ừ. Cái cây này chết tiêu rồi. Nhưng mà kịp có ớt ăn cũng đỡ. Cái này chín thiệt hay là chín héo à? Chín thiệt á. Cái này lá hư hết rồi. Nó còn lặt cắt hết vậy chứ cái này ăn chứ không có nhiều đâu. Lặt lấy cái cọng em. Cái bùn chuối nó chỗ còn mấy nãy nó cũng gần hết rồi. Nó nguyên bùn chuối này nó nặng, nó quằn qua mấy bên kia phải không? Chưa có trái lớn phải không? Có trái nhỏ rồi kìa. Ồ, tính ra cà tím bữa nay là cũng nhiều đó nha. Đây anh cầm bớt còn mấy trái bên kia nữa kìa. Mấy cái dây đậu nó bò qua đây rồi nè.
Ngay nách em có trái nhà nhỏ nữa kìa. Không. Cái nó để cho nó lớn nhỏ quá. Ừ. Như vậy cũng được rồi. Như cái đậu bắp ăn ta. Ờ, đậu bắp trái nào thì ăn được, ăn luôn. Người ta bên hông cắt xả nè, anh nhịn nhánh này nè. Bên đây nè, trời ơi, nguyên cái chùm này quá nhiều luôn, chín đỏ hết trơn rồi nè. Rớt cái máy trái rồi. Còn hái nhiều đây đi, nó chặt ra hay tiếc. Giờ đi cắt xả. Giờ mình không cắt xả luôn. Ngắm sạch té khắm đầu. Đứng cái góc này thấy nãy chú gõ nó cổ ra năm nãy ra nè. Em đó khoảng bao nhiêu nãy? Rồi vậy hãy đợi coi coi khoảng nhiêu nha. Vợ mình đón 8 nãy. Quá trời nhỏ mình quen rồi. Dẫn nhau đầu làm mới được. Rồi giờ tiến cánh. Giao nước cho chị Kiều á. Về hả mình nấu cái lẩu mắm tiếp. Gián đoạn chút đi. Giao nước cho cháu. Mình đi giao nước về rồi nè. Xong bây giờ tiếp tục nấu nồi mắm. Cái rau này nè anh để qua cái bàn đó giùm em rửa rồi, không muốn lặt rửa rồi. Xong hết rồi ha. Cà với hũ hoa. Hũ hoa. Gì nghiên cứu gì à? Mắm. Mình mua mắm bữa đây đi Châu Đốc mua nè. Mắm cá sặc. Giờ mình để vô để mình nấu. Trộn miếng nước cho đầy chán cho bột cho nó sạch. Mắm cá sặc ăn có bị sặc không? Có. Để ớt vô cay sặc. Yeah. Chứ bây giờ là nghe mùi thơm rồi đó. Thơm rồi là thơm luôn. Một hồi nấu lên nó bốc mùi còn dữ nữa. Cái nấu cho nó giã cái mắm này ra, cái mình lượt rồi mình bỏ cái xương á, cái lấy cái nước nấu lẩu. Con cá làm ra con mắm. Nước sôi rồi, giờ mình luộc bún. Mắm bên đây sôi thơm quá thơm à. Bên đây để mình coi. Mắm này thì nó chí xíu rồi đi. Cho
bếp luôn. Cái nồi bún bên đây thì mình cũng tắt bếp, mình xếp cho rổ luôn. Mình bắt cái nồi lên, mình cho dầu vô, xong cái mình cho xả với tỏi băm với cả cộng rồi vô xào cho nó thơm. Xả với tỏi mình phi nó thơm lên rồi nè, giờ mình cho thịt vô mình xào, để lên cái lạnh từ sớm vậy. Mình xào thịt xăng rồi nè, bây giờ mình cho cái nước mắm mình lựa ra nè, mình cho vô. Cái này là nước dừa, mình cho cái vô trong cái thau này nè, đừng chán cho nó sạch cái mắm luôn, để vô mình nấu luôn. Cái này chắc phải thêm miếng nước dừa nữa. Mình nấu cái lẩu này á, nước dừa không á ngon ghê luôn á. Nước dừa này vừa gám á, nó ngọt với sợ luôn. Bây giờ nó sôi lên mình vớt bọt, mình cũng đã nêm vô đây một miếng hạt nêm, một ít đường là nó vừa ăn rồi. Thì cái không có nêm đường nhiều, tại nấu nước dừa nó ngọt rồi đó, cái ngọt nó thanh vô luôn. Giờ mình cho cá vô, nhiều cá luôn, 13 con cá. Mấy đứa nó không xuống là mình ăn ngon luôn. khách mời mà không có là cái như là ăn đấm đuối luôn hả? À? Ăn tới ngày mời chưa hết. Rồi để mình nấu lên cho nó sôi lên, nó chín cá đi, cái mình vớt cá ra. Nước nó đã sôi trở lại rồi nè. Bây giờ cá này cũng mới vừa chín tới, giờ mình cho cà vô nữa đi. Rồi cái mình tắt bếp, mình để đây, chừng nào ăn cái mình mở bếp lên. Rồi cái mình cho ra lẩu xong, còn mấy miếng cà để lại, mình để vô đây cho nó mềm luộc trước đi. Còn mấy cái kia để sao cho nó có mềm với có giòn phải không? Ai thích nào thì ăn đó. Giờ cho nó sôi lên chút xíu nữa là mình tắt bếp được rồi, cái đợi chút cái mấy đứa nó xuống thì mình mở bếp trở lại rồi múc ra lẩu ăn. Cái này là năng bột nè, nó mũn lét mũn lét vậy. Nhưng mà ăn rất là ngon nha. Mỗi lần mình đi về ngoại á là mình thích ăn cái món này lắm nè. Cái này mình ăn sống hay là chấm cá kho, cái gì nói chung ăn cái gì cũng ngon chứ. Là em mới nói năng gì? Năng bọt. Là nó có mấy loại rồi hả? Hả? Gọi là năng bọt, nó bọt nữa không? Còn này là bồn bồn. À một cái bọt, một cái bồn bột. Mấy cái này người ta nhổ cực không, nguyên một cái bó bự, cây bự vậy chứ ăn có một chút ở trong. Còn đây là rau nhúc, còn đây là bông súng. Súng ở đây tính da rẻ hơn chị Vinh nha. Một bó như vậy là có 3.000, mà chị Vinh là ít nhất cũng là 5.000. Anh biết lý do tại sao mà chị Vinh mắc không?
Đi nhờ. Ở dưới là giống như là cái vùng mắm đó. Ăn mắm nhiều cái gì đó. Bún nước lèo rồi đó. Ừ. Là phải có con súng đó. Cho nên là nó mắc hơn đây. Ở đây người ta ăn mắm ít. Ở đây thì người ta ăn mắm ít hơn. Chứ một cái nữa hình như ở dưới chắc trồng khó hơn. Đúng rồi, đúng rồi. Qua tay tượng này là rau muống, cho miếng rau muống vô nữa. Hai lòng rau, cái gì bồn bồn á còn nữa đó, nhưng mà sợ ăn không hết cho nên là không có đem ra lọc nữa. Vô đây thôi. Xin chào. Ồ. Chào anh. Rồi, chào, chào hết luôn. Ừ. Lại khó nhận. À, Bảy Thịnh là vị trí thứ nhất. Ừ. Mà đi chậm chạp quá vậy. Mời ăn là ta phải giọt liền. Ờ, phải nhanh lẹ như cậu Bảy hả cậu Bảy? Dạ. Mắm thì châu đốc. Bùng bồn thì sóc trăng. Cá thì bạc liêu. Còn cái của Vĩnh Long nữa. Gì? Heo cà Vĩnh Long. Ừ, hồi sáng nghe em nói có cái Vĩnh Long nữa. À, ta để gì mực Vĩnh Long. Ừ. Rồi, chào Út Đạt. Xe đem vô đây luôn nè cưng. Ừ. Rồi, xin chào gia đình tới nhà tới luôn rồi. Rồi về xe vô nhà đi. Vô nhà luôn, vô nhà luôn. Rồi, cảm ơn Bịch Hạ. Dạ, nhà đem xuống. Ăn bậy quá. Ừ. Có dĩa topping như vậy không nhậu có lỗi với bản thân quá. Để lấy chai hen si ra kìa. Trời ơi. Ồ, ghê vậy. Đâu có hôm hổm của chị Thủy đó, uống một khúc rồi còn đó. Ồ, ngon ngon à. Ừ. Ăn lẩu thì uống rượu thì ngon à. À, hợp lý ha nha. Thế thì ngon. Trời ơi, hen si. Không lẽ đây là sự thật. Tôm sao nó lọt như một con bự vậy? Hả, là nó xì nó hơi nó sao? Thiếu một cái giá luôn mà. Có. Nè. Ổ đi ăn bánh đi. Mấy nhỏ nó ăn cơm ăn gì không nghe. Nó ăn rồi chơi chút xíu. Vậy hả? Nó ăn gì không? Ê, tôm thiên nhiên đó nha. Trời ơi, chả mua sốt ăn đó. Nổi không? Không, không có đâm. Bị tưởng mà muối ớt ai biết đâu, tao tưởng là muối ớt ăn phải sẵn. Ni đó chưa ra hải sản nè. Rồi. Rồi, tập trung. Kêu Ni ra đi con. Ừ. Thôi mực bầu ha. Đâu có bầu. Không bầu không? Mực bầu. Cái gì? Bầu hả? Con này con bầu chứ con gì? Con này nó có là mực nàng. Ờ mực mực bầu đúng rồi, con mực nàng. Mực bầu. À. Sao vậy? Nàng là mực bầu hả? Ai biết, con thấy còn do đó. Nhà chanh tắt nè, cắt ớt không? Hớt ớt. Ớt 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 ớ
xuống xuống nhâm nhi đi. Nhâm nhi đi, nhâm nhi đi. Lửa nồi. Ngồi xuống ăn coi. Đó. Nè ớt nè. Cái khe khe. Ủa. Ngồi đi tôi có đầy mà ổn ăn. Rồi. Rồi, đổ gạo vô. Xin mời cả nhà ăn lẩu gia đình mình nha. Lẩu mắm. Bỏ cái nào bột bồn vô trước đi. Đừng bỏ cà nữa. Đúng rồi, bỏ bột bồn vô. Rồi, gạo này có tưởng đâu. Xin mời, xin mời. Đúng rồi. Còn cái này chúng cái ăn. Ủa, vậy hả? Cái quanh này nó khoái nhất là cái này nè. Ăn bột nè. Chúng vô cái gì ăn cũng ngon hết trơn. Dạ. Ngon lắm. Ăn thử coi nó ngon dữ lắm luôn. Dùm nó ăn. Chịu ăn cái này hết á. Bỏ vô mấy chậu rồi. Nó lấy cái giá ra để nóng. Ăn ngon không? Rồi rồi mấy cưng ăn đi, anh chút nữa ăn liền. Nhúng cái lấy ra liền. Đúng rồi, ăn sống cũng được luôn. Nữa con ngủ. Nó ngon. Đúng rồi, đúng rồi nha. Nhưng mà chưa chín thì ăn. Được, nhúng cái cưng ăn liền. Ăn sống cũng ngon. Ờ đúng đúng rồi, cái đó thì yên nha, còn cái bụng bồn thì hơi chín chút nha. Cái năng bột này là ăn sống được. Năng bột hả? Năng cái miếng trắng vậy chồng, năng bột. Năng bột. Được. Ủa ăn bột này không thấy cái bùng bồn. Có bùng bồn đó. Loại này khác bùng bồn. Khác. Chả là con còn nhúng nè. Mình thao vị nó giống rồi nè. Nhưng mà ăn được rồi đó. Nó nhúng nó tẹo chứ. Nó nặng giá tới. Nó sâu lên đó. Mắm mũi chỗ gốc mới chịu à. Mua hôm nay lâu rồi mới ăn. Ăn bọt đây. Bọt. 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 Cái lẩu của bên cái bàn của bạn còn dưới mực này nha cơ. Ở dưới đây nè. Ăn mới tặng về luôn. Thải vô nhúng luôn. Cái gì mà nó trắng trắng trong trong vậy? Trứng mực hả? Có trứng mực hả? Dạ đúng. Mình nhỏ lửa bớt đi không, nó quá thì sâu. Được, Như. Con bớt lửa. Cá luôn á. Vậy ha, ăn đi. Anh em ơi thông báo nha. Cá nhóc luôn. Cá nhiều lắm á. Cá. Cá này ở dưới Bạc Liêu á nha. Chị nói cá này ăn ngon nè. Ăn cá mà bỏ vô, cá nước mặn bỏ vô. Nó béo. Bữa này để mày ăn thì bỏ vô vậy. Cái thịt nó thơm. Cá nha. Ngon mà ăn à. Cái đường bỏ vô. Ok đi. Hoàng cưng thưởng thức cái cà phê ở dưới Bạc Liêu đi. Chị Năm nói ngon hơn ở cà phê ở trên đây á. Vậy hả? Có ăn có thôi. Cái độ béo thơm thơm hơi cỏ giống như trên mình hơi cỏ trên mình, nó ăn nó hơi cỏ không thơm mà thịt nó cứng ngắt, cái đầu cứng ngắt à. Cái này cũng đầu mềm sụm béo u vị lắm bạn. Cho một con cà mau ăn nhúng nha, đừng để họ giả có bông súng rồi đó nè. Bạc Lan nha. Chỉ có không mà bị cháy thôi đúng không? Mẹ con ăn cá không? Làm cái gì tâm lý đó. Ừ đúng rồi. Thả không phải là. Đi cũng được mới đi giấy đi. Cá. Đây ăn đi. Coi mắm rồi đấy kìa. Đúng không? Đấy là hơi thiếu rồi.
không biết rồi, sợ nó bay mùi. Tranh thủ á nha. Vô chú Tám đó. Vô. Mời mấy anh em nha. Mời cả nhà mình. Rồi hai lít xì phải uống như rượu đế vậy, chích chai. Bữa nào mà đãi cho đủ. Từ từ thôi. Liếm môi thôi ạ. Trời ơi, bữa nay nó tới đàn nó không nổi giờ nó uống nguyên đi nó ra. Rồi nóng gần gần ơi. Nước lát kìa, có nhỏ cái đèo đi với chạy vô nhà cái gì ở đường lộ ba mét rồi đứng tôm dưới luôn hả? Tôm sú dưới luôn hả? Đó tôm chứ mà tôm thả gì nữa không có nuôi gì chơi thả đó nào đó bán có đi ra vuông nữa mà cái chợ tắc kén cái mặt chạy phóng xuống bắt luôn cái vuông đó hả một miếng bao một trăm thôi trời nè ăn đi ăn để về nhà không có đâu ăn hai miếng hai con coi đâu rồi sẵn tiện ha sẵn tiện ha chung nó chạy á cái không phải đấy ổng cố thầu này chung nó chạy cứng lắm mới vô được á đúng rồi má nãy giờ nó ôm tay lái cứng ngắc nó không dám buông nó buông tay lái cứng ngắc luôn á nhỏ lửa đi mỏng rồi già đâu thử một phần lan này coi cái cậu là vừa hết chiếc xe luôn đó vậy hả mà xuống cua chữ T vậy là đáng bình thường thôi còn đi chắc lửa không thôi xong rồi vô nhà của Mỹ Duyên á cái cổng gạo nó ở dưới dốc lên ở đây là cái lộ 3 mét không ủa đi vô cái cổng luôn được hả vô cổng gạo á cái cửa nó vừa hết chiếc xe vậy nào cũng chạy được giờ nữa em Nguyên nữa thôi làm cái quen rồi vợ kia nữa thôi dắt nữa đi thôi nắp tiền ly thiếu có tình gán dằn lại coi nửa ly nó bị thiếu hết thử coi được rồi vô nó vẫn chạy gần gần à phải không phải thử gọi đi video đến đây kết thúc. Mình cảm ơn ông bà cô chú anh chị em đã quan tâm theo dõi ủng hộ cho gia đình mình. Nếu xem video thấy vui hãy cho mình xin một like và đăng ký kênh. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo nha.